Xin kính chào quý vị và các bạn. Đêm qua ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 3 tháng 6 đến 1 giờ ngày 4 tháng 6, phổ biến trong khoảng 30-60mm, có nơi cao hơn. Và trong đêm nay cũng như ngày mai, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió, nên tại Bắc Bộ vẫn duy trì mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc mạnh, với lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, có nơi cao hơn. Cùng với đó, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cũng bị đẩy lên cao, người dân cần hết sức cảnh giác. Mưa nhiều cũng giúp cho thời tiết trở nên dễ chịu hơn, với mức nhiệt dao động từ 23-32 độ, có nơi cao hơn. Đối với các tỉnh miền Trung, trong ngày hôm nay do chịu ảnh hưởng của hệ thống gây mưa phía Bắc, nên các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Nghệ An sẽ có mưa dông diện rải rác, nắng nóng tạm thời giảm về cường độ, với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ giảm xuống ở ngưỡng 31-34 độ. Các tỉnh còn lại từ Hà Tĩnh trở vào đến Ninh Thuận, Bình Thuận, trong vài ngày tới thì thời tiết vẫn ở trạng thái nắng nóng trên diện rộng, nhưng mức độ gay gắt cũng giảm đáng kể. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các khu vực này phổ biến trong khoảng 34-37 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Tuy nhiên, về chiều tối vẫn có khả năng xảy ra dông nhiệt cục bộ do quá trình đốt nóng bề mặt vào ban ngày diễn ra liên tục. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác khi thấy bầu trời xuất hiện những đám mây đen, dông gió nổi lên, cần tìm nơi tránh trú an toàn. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động với cường độ yếu, nên thời tiết vẫn phổ biến ít mưa, ngày có nắng với mức độ vừa phải. Nhiệt độ cao nhất ngày tại Tây Nguyên phổ biến từ 31-34 độ, có nơi cao hơn. Tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 32-35 độ. Đến với Biển Đông, tính đến thời điểm chiều nay ngày 4 tháng 6, thì cơn bão Choi Wan đã di chuyển theo hướng Đông Bắc, có xu hướng đi ra ngoài Biển Đông và sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão nên ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Tiếp theo sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Nam từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, phía Nam từ 34-37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, phía Bắc có nơi cao hơn. Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình, khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25-33 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, gió đông bắc cấp 2. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25-33 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, gió đông bắc cấp 2. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26-32 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, gió đông bắc cấp 2. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26-33 độ. Tin thủy văn, thủy triều thấp,
mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 0,55 đến 0,75 m, thấp hơn báo động 1 từ 2,25 đến 2,45 m. Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 0,6 đến 0,8 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,7 đến 1,9 m.